Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Tháng 11 năm 2009, tại thôn Song Tinh, trấn Đông Tuyền, khu Ba Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc, xảy ra vụ án bé trai tử vong hết sức kỳ quặc. Tử thi được phát hiện chết trong tình trạng quỷ dị. Quá trình khởi tố vụ án, triệt phá và truy bắt hung thủ vô cùng mơ hồ. Tận tới khi vụ án khép lại, vẫn còn nhận được rất nhiều suy đoán từ phía dư luận. Đến nay, những lời đồn đoán xung quanh vụ án này vẫn tiếp tục được lan truyền. Vụ án này cũng có thể nói là một trong những vụ án được yêu ma hóa nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chân tướng chỉ có một. Hãy cùng Độc Thám TV tìm hiểu về vụ án này. Cú điện thoại định mệnh. Cậu bé Khuông Chí Quân là người thôn Song Tinh, trấn Đông Tuyền, khu Ba Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc, 13 tuổi, là học sinh lớp 7 trường trung học Đông Tuyền. Bình thường, cậu sống một mình trong nhà vì cha mẹ đều đi làm việc ở khá xa. Tính cách có phần ham chơi, thành tích học tập không tốt nhưng lại rất thành thật, thân thiện với mọi người. Và tất nhiên trong mắt mọi người thì Khuông Chí Quân là một cậu bé nam. Nhà cậu bé nằm cách trường tiểu học Đông Tuyền một khu nhà trệt. Vào thứ sáu mỗi tuần, cậu bé sẽ chạy một quãng xa đến công trường nơi cha mẹ mình làm việc để lấy tiền sinh hoạt phí cho tuần sau. Cuối tháng 10 năm 2009, Khuông Chí Quân đột nhiên gọi điện báo rằng cuối tuần này mình sẽ không đến chỗ cha mẹ mà sẽ về nhà cũ ở dưới quê. Sau khi tan học ngày 30 tháng 10 năm 2009, Khuông Chí Quân không hề đến trường. Phía nhà trường vì không liên hệ được với phụ huynh nên khi chủ nhiệm phát hiện ra cậu bé không đến trường cũng không có cách liên hệ nào. Lúc đó, vừa hay đang có dịch cảm cúm, cả trường có tất cả 30 học sinh không đi học nên phía nhà trường cũng không để ý về trường hợp của Khuông Chí Quân. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, ông Khuông Kỷ Lục, cha của Khuông Chí Quân, bị hư điện thoại nên không có cách nào gọi điện lại được cho con trai. Khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 11 năm 2009, ông Khuông Kỷ Lục từ khu Giang Bắc, Trùng Khánh về nhà cũ dưới quê ở Cao Thạch Khảm, thôn Song Tinh, trấn Đông Tuyền, khu Ba Nam, Trùng Khánh để đưa tiền sinh hoạt cho con trai. Thấy cửa trước bị đóng chặt và khóa, ông vòng ra cửa sau thì thấy chỉ khép hờ. Lần vào nhà từ cửa sau, ông Khuông Kỷ Lục đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Khuông Chí Quân đầu quấn váy đỏ, bị treo trên xà nhà, hai tay hai chân đều bị trói, dưới chân còn đeo một quả tạ, người đã chết từ lâu. Hiện trường vụ án. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, khu hình sự Ba Nam, đội pháp y phối hợp với cảnh sát thành phố Trùng Khánh tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện các chi tiết sau. Cửa nhà bị khóa từ bên trong, cửa sau đặt ở vị trí rất bí ẩn, phải nhảy qua một con mương mới vào nhà được. Cửa sau không có dấu vết bị cậy, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào. Hiện trường vụ án là ngay phòng khách nhà nạn nhân. Trên giường trong phòng có ngọn nến đã cháy được một nửa, một cái bật lửa, đầu đĩa VCD, bên trong còn để đĩa phim hoạt hình Thánh Đấu Sĩ. Bên cạnh có một sấp ảnh poster, postcard về bộ phim, một bộ bàn học và một sợi dây xích. Hai tay của thi thể bị cột và kéo lên cao treo trên xà ngang. Trên xà ngang còn có ba dấu xước do bị dây thừng cứa ra. Cách thi thể khoảng 70 phân về phía nam có một băng ghế dài bị đá đổ, phần chân ghế chỉ về phía nạn nhân. Phần đầu thi thể quấn váy đỏ, người mặc đồ bơi màu đen. Phần từ ngực đến bụng của nạn nhân có dấu hiệu sáp nến. Những phần khác của cơ thể cũng có vài dấu sáp nến. Trước ngực bị nhét vào hai cục vải nhung giả làm ngực.
không tìm thấy bất kỳ dấu chân lạ hay công cụ gây án, cũng như không tìm thấy bất cứ dấu vết ẩu đả nào trên người nạn nhân. Cách thức trói: từ giữa hai bắp đùi tới hạ bộ bị buộc bằng một sợi dây ni lông trắng, dây luồn từ đằng sau về phía trước qua vùng đáy chậu kéo về phía sau, theo hai bên mông chia làm hai hướng, vòng lên phía ngoài thắt lưng rồi đi lên dưới nách và luồn xuyên qua cổ áo. Sau đó, dây quấn dọc theo cánh tay rồi buộc lại một vòng ở cổ tay. Phần cổ tay còn bị buộc bằng một sợi dây khác được treo lên xà nhà. Quanh khuỷu chân cũng bị trói lại bằng một sợi dây ni lông trắng. Chân để trần, cổ chân quấn dây thừng ni lông và được buộc kèm một quả cân, một cân. Dây buộc ở cổ tay rất dễ mở, trong khi dây buộc ở cổ chân lại rất chặt. Cách trói nạn nhân thế này thực sự cần phân tích kỹ, có thể cho ra các đặc điểm. Nạn nhân bị buộc từ dưới lên trên, có thể do một người hoàn thành. Phần dây buộc ở cổ tay rất dễ mở hoặc tuột ra. Phần dây trói cơ thể được quấn nhiều vòng giúp cho cơ thể giữ đúng tư thế mà hung thủ mong muốn. Quả tạ buộc dưới chân làm thân thể nạn nhân bị kéo trùng xuống, đồng thời giữ độ ổn định cho thi thể. Phần dây buộc dưới chân được buộc rất kỹ càng, rất chặt, không dễ tránh thoát. Từ những điều này có thể kết luận, cảnh sát có lý do tin rằng khả năng nạn nhân tự trói mình là rất cao. Tự trói thông thường được dùng trong nghệ thuật trói hoặc những trò chơi không thể mô tả. Vấn đề là tại sao lại có thể dẫn tới kết luận tự trói? Bởi nếu như một người muốn giết Khuông Chí Quân, không có lý do gì lại trói chặt toàn thân Khuông Chí Quân không khác gì cái bánh trưng, nhưng lại trói một cách hết sức lỏng lẻo ở phần tay, vốn là phần quan trọng nhất. Kết quả pháp y: theo phán đoán ban đầu của pháp y, thời gian nạn nhân tử vong trong khoảng 48 đồng hồ trước, tức là khoảng ngày mùng 3 hoặc mùng 4 tháng 11. Vào buổi chiều cùng ngày, cảnh sát và pháp y tiến hành giải phẫu tử thi, mang nội tạng nạn nhân về trung tâm Trùng Khánh để tiến hành kiểm nghiệm. Qua kiểm nghiệm sơ bộ, nạn nhân cao 163cm, vết hoen tử thi màu đỏ sậm hiện lên rõ ràng ở hai tay, hai chân, đặc biệt là phía trên phần bị trói ở đùi. Hai bên sườn có mảng tụ máu màu xanh lớn, tóc đen, dài 2,6cm. Trên trán có vết bầm nhẹ, không hiện rõ hình dạng kích thước. Những vị trí bị dây thừng ép vào có phản ứng sống, kết mạc có xuất huyết dạng điểm nhỏ, gót chân và ngón chân dính đầy bụi đất. Qua giải phẫu thi thể cho thấy mạch máu ở màng não có hiện tượng tụ máu, não không bị tổn hại hay xuất huyết. Máu tim màu đỏ sậm không đông, dưới màng phổi thấy rất nhiều đốm nhỏ xuất huyết li ti, không thấy tổn thương nội tạng. Khám nghiệm thi thể cho biết thi thể màu đỏ thâm, phần mặt đỏ tím, toàn thân sưng lên vì tụ máu, nhãn cầu lồi ra ngoài, trên kết mạc có những điểm xuất huyết phân bố rộng, miệng mũi có chất lỏng kèm máu chảy ra, đáy quần có tinh dịch, bề mặt da dưới dây thừng có vết chầy, toàn thân không thấy vết thương nào quá rõ ràng, da đầu màng não cứng hiện rõ dấu vết xuất huyết, não tụ máu, bên trong hộp sọ không có hiện tượng xuất huyết, cổ không chảy máu, xương móng sụn giáp không gãy, trong khí quản có một ít bọt máu, vách khí quản và yết hầu thấy vết máu phạm vi rộng, hai lá phổi phù do tụ máu, bề mặt màu đỏ sậm, có rất nhiều nốt xuất huyết, có dịch kèm máu chảy ra, màng tim nguyên vẹn, phần đầu tim cũng có những nốt xuất huyết nhỏ li ti, van tim không thấy gì khác lạ, kiểm tra nội tạng cũng không thấy dấu hiệu bệnh khác thường. Qua xét nghiệm độc chất cho thấy trong máu không tìm thấy thuốc trừ sâu thường gặp, thuốc ngủ thường gặp và thành phần thuốc chuột. Ở đáy bộ áo tắm nạn nhân mặc có tinh trùng của chính nạn nhân. Những điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ thứ nhất là qua bạn học và người nhà nạn nhân miêu tả hiện trường là vô cùng kỳ lạ. Nạn nhân trước khi mất không có sở thích biến thái. Hơn nữa, dựa theo miêu tả khi phát hiện hiện trường, thi thể được trói một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Vết châm trên trán và quả cân treo ở chân phải có một mục đích gì đó.
bên giường phát hiện đôi giày nạn nhân hay mang được đặt hai chiếc ngược nhau. Chi tiết này không được truyền thông nhắc đến khiến cho dư luận cảm thấy khó hiểu. Đối chiếu với bản báo cáo khám nghiệm tử thi, tinh trùng trên người là của nạn nhân. Có thể phán đoán, trước khi tử vong, nạn nhân có hành vi thủ dâm do khó thở. Tức là có một số người khi bị bóp cổ hoặc ngạt thở sẽ sinh ra khoái cảm. Và phía cảnh sát đã kết luận, vì vậy trên người nạn nhân mới có tinh trùng của chính nạn nhân. Điểm đáng ngờ thứ hai, nạn nhân báo mộng trước giữa trưa ngày 5 tháng 11 là thời gian được phát hiện là đã tử vong. Vào rạng sáng ngày 4 tháng 11, mẹ nạn nhân mơ thấy một người che mặt rất cao lẻn vào nhà con trai bà nên mới gấp gáp về xem tình hình con trai. Theo lời khai của một bà lão cũng có mặt ở hiện trường, mấy ngày nay trong thôn có một người đàn ông bộ dáng bồn chồn đứng ngồi không yên. Thời điểm mà mẹ nạn nhân mơ thấy người đàn ông kỳ lạ kia cực kỳ giống với Diệp Tiên Quốc cũng là lúc nạn nhân chết, trùng hợp đến khó tin. Với những người từng trải thì chuyện báo mộng trong xã hội này cũng không có lấy gì lắm làm kỳ lạ. Điểm đáng ngờ thứ nữa đến từ báo cáo công bố kết quả khám nghiệm và tạp chí pháp y kỳ 5 quyển 26 tháng 10 năm 2010, báo cáo pháp y về tình trạng tử vong của Khuông Chí Quân. Báo cáo chỉ rõ, nạn nhân sống một mình trong quãng thời gian dài, tính cách hướng nội, sở thích ăn mặc khác thường. Ngoài ra, sáp nến và dây thừng rất giống cách chơi SM. Kiểm tra nội y phát hiện tinh trùng của chính nạn nhân, mặt khác không tìm thấy bất kỳ dấu vết bị thương do vật khác gây ra hay trúng độc. Từ đó suy ra nạn nhân do tư thế không đúng gây khó thở dẫn đến tử vong. Nhưng có một số ý kiến nghi ngờ rằng báo cáo có rất nhiều lỗ hổng. Thứ nhất, nạn nhân sống một mình trong quãng thời gian dài, tính cách hướng nội, sở thích ăn mặc khác thường là không có chứng cứ xác thực và cũng không thể khiến cho tư thế không đúng gây khó thở dẫn đến tử vong. Thứ hai, dựa theo vết sáp nến trên cơ thể nạn nhân để xác định người này có khuynh hướng tự ngược là không hợp lý. Nếu như vậy, tay hoặc những nơi khác trên cơ thể nạn nhân cũng phải có dấu vết đã chạm vào nến trước khi chết. Điều này thì báo cáo vẫn chưa chỉ ra. Thứ ba, trên đất có vết chày. Cách đặt giày của nạn nhân và một đứa bé 13 tuổi thì làm cách nào mà tự mình cột tay, treo cổ, tự tử, đâm kim, nhỏ sáp. Cảnh sát và báo cáo pháp y cũng không giải thích với dư luận. Thứ tư, lỗ kim trên trán của nạn nhân có lẽ giống với vết kim tiêm, trong khi báo cáo khám nghiệm lại chỉ ra rằng giống với kim rút máu. Điều này là rất khác so với miêu tả tử thi của cha nạn nhân. Vậy sự thật, điều gì đã xảy ra với Khuông Chí Quân? Hung thủ là ai? Người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong thôn có liên quan gì tới vụ án? Đây là một vụ án mạng liên quan tới tà đạo. Những điểm đáng ngờ được giải thích ra sao? Những phỏng đoán. Có rất nhiều phỏng đoán xoay quanh nguyên nhân cái chết của cậu bé mặc váy đỏ. Tổng hợp manh mối loại bỏ những phỏng đoán vô lý thì có các phỏng đoán nguyên nhân sau. Thứ nhất, châm chia phách, váy đỏ trói hồn, trụy hồn thác là thủ pháp điển hình của thuật trói hồn Mao Sơn. Hiện trường gây án có đủ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đồ bơi là thủy, váy đỏ là hỏa, cân là kim, xà ngang là mộc, đất là thổ. Lỗ kim ở đầu là do châm chia phách tạo ra khi đoạt hồn để lại. Nạn nhân sinh ngày 20 tháng 10 năm 1996, trùng với ngày dương mùng 9 tháng 9 âm lịch. Theo dịch pháp và thuật số, số lẻ là số dương. Nạn nhân mất ngày 3 tháng 11 năm 2009, vừa tròn 13 tuổi lẻ 13 ngày. Vì bát tự nạn nhân thuần âm, kẻ ra tay với bé trai thuần âm 13 tuổi lẻ 13 ngày có thể là vì muốn lấy cực phẩm tinh phách chí âm chí dương, là chí bảo mà người tu đạo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vì để đạt đến mục đích tu luyện phải tốn rất nhiều năm, thậm chí là còn lâu hơn so với việc đi tìm tinh phách. Kẻ đó cho cậu bé mặc váy đỏ,
tán hồn để tránh hồn phách phiêu tán. Trên chân đeo trụy hồn thác là cân sắt, sắt không phân âm dương, kéo xuống khiến hồn phách không thể đi xa, chỉ có thể luẩn quẩn quanh hiện trường. Sau đó dùng châm chia phách châm trên trán tách hồn nạn nhân, dùng hoa dẫn hồn trước ngực để dẫn hồn phách chí dương hoặc chí âm tinh phách tách ra. Thủ hồn là thuật luyện chế cao cấp của đạo gia. Người thực hiện thuật pháp này, đạo pháp nhất định phải cực kỳ cao thâm. Thủ hồn diễn ra khoảng 24 giờ đồng hồ, mà thời gian nạn nhân tử vong vừa hay lại là 3 ngày. Trước ngực cài hoa gọi là hoa dẫn hồn, có tên khác là bỉ ngạn trắng, là một vật dẫn hồn mà người bình thường không tu đạo thì không biết. Nếu như kẻ gây án thật sự như vậy thì chắc chắn sẽ sớm tiến vào ma đạo. Thứ hai, đoạt hồn nuôi tiểu quỷ. Theo Miêu Cương Vu Cổ, khi bắt đầu nuôi tiểu quỷ phải khiến cho nạn nhân chịu nhiều đau đớn trước khi chết. Quỷ hồn sau khi chết thảm sẽ tích tụ oán khí rất lớn, sẽ vô cùng dữ tợn. Theo vị sư nuôi quỷ hàng đầu ở Thái Lan, dùng kim đâm lửa nướng là phương pháp để tăng cường oán khí của quỷ. Trên trán của nạn nhân có lỗ kim là lỗ dẫn hồn. Người thi thuật làm vậy vì để đảm bảo nạn nhân sẽ không chết quá nhanh, từ từ ép linh hồn thoát ra. Có gan luyện quỷ từ người sống thì pháp lực nhất định là không thấp. Nếu pháp lực không đủ sẽ rất dễ bị lệ quỷ phản phệ. Kẻ có thể dùng phương pháp luyện quỷ từ người sống như thế này, giết một người bình thường dễ như trở bàn tay, không cần phải hoảng. Vụ án này chỉ sợ là cảnh sát không thể phá, cho dù có bắt được hung thủ cũng là kẻ thế mạng, chưa chắc đã là hung thủ thật sự. Hiện tại chỉ có thể chờ xem 47-49 ngày sau việc luyện quỷ này có thành hay không. Thứ ba, thuật mượn hồn nối mệnh. Trong lịch sử, thuật kéo dài tuổi thọ không phải là cấm thuật của đạo môn, giống như thuật thất tinh đăng tục mệnh, hay còn biết đến là mượn ánh sáng của sao bắt đầu để kéo dài tuổi thọ. Khổng Minh và Lưu Cơ đều từng sử dụng nó nhưng xác suất thành công rất thấp. Ngoài ra còn phải tìm một người có mệnh tương xứng để thực hiện. Tuy đều là thuật pháp kéo dài tuổi thọ, nhưng thuật mượn hồn nối mệnh lại không giống như vậy. Nó luôn bị đạo gia xếp vào hàng cấm thuật. Những cao nhân chân chính đều kiêng kỵ không động vào. Nạn nhân có lẽ đã trúng mê tâm cổ, đầu óc không tỉnh táo mới tự nguyện bị thi thuật. Vì lúc thực hiện thuật mượn hồn nối mệnh không được hoảng sợ hay kháng cự, nếu không khó có thể thực hiện. Nên nói theo một cách nào đó thì nạn nhân xem như tự nguyện không kháng cự, cũng là lý do vì sao không tìm thấy dấu vết ẩu đả trên hiện trường. Mặt khác, tại hiện trường, giày của nạn nhân đặt song song với giường, một chiếc quay phải, một chiếc quay trái, là một loại hành động của thuật nối mệnh mang hàm ý ngươi đi đường âm, ta đi đường dương. Âm dương vĩnh viễn cách xa nhau, sống chết không gặp. Có nghĩa rằng bảo người bị hại không cần tìm hung thủ để trả thù, cũng không có khả năng để trả thù. Nghe nói thuật này bị liệt vào cấm thuật vì để hoàn thành nó không phải chỉ là hồn phách của một người là đủ, phải cần có hồn phách của 13 đồng nam đồng nữ dưới 15 tuổi mới có thể luyện chế thành công. Kết luận: kết quả pháp y hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của cái chết vì ngạt thở. Ngoài ra, pháp y cho rằng nạn nhân chết vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 11 2009. Kết hợp với kết quả điều tra hiện trường và kết quả pháp y, cảnh sát nhận định đây là một vụ án ngạt thở tình dục, sexual asphyxia, dựa vào những điều sau đây. Nạn nhân thích mặc đồ nữ và có khuynh hướng tự ngược đãi nhất định. Theo lời khai của người cha, ông Khuông Kỷ Lục, ông từng nhiều lần thấy con trai mình mặc đồ nữ. Đồng thời ngọn nến trên giường và vết sáp trên người cho thấy nạn nhân có khuynh hướng tự ngược đãi. Ngoài ra, tại hiện trường không tìm được dấu vết có người đột nhập vào nhà. Hiện trường và kết quả của pháp y hoàn toàn phù hợp với đặc điểm cơ thể của người chết vì ngạt thở tình dục.
Nguyên nhân xuất hiện hành vi ngạt thở tình dục của Khuông Chí Quân thì không ai biết rõ, bởi vì có rất ít thông tin cá nhân về cậu bé được cung cấp. Nhưng từ hiện trường và chứng cứ thu thập được, có thể trong lúc giả làm nhân vật anh hùng trong cảm nhận của mình, cậu bé vô tình cảm nhận được niềm vui trong việc ngạt thở tình dục. Từ dấu hiệu cọ sát trên xà ngang, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên cậu bé làm thế. Nguyên nhân tử vong của cậu bé Khuông Chí Quân cũng có thể là vì trong lúc thể nghiệm niềm vui, cậu bé không kịp buột tay khỏi dây thừng và trong lúc vòng vẫy vô tình đá trúng vào băng ghế nên bị ngạt thở đến chết. Vậy vì sao cảnh sát có thể chắc chắn và đưa ra kết luận nhanh đến như vậy? Thì sau đây là những bằng chứng mà cảnh sát và pháp y đưa ra. Hiện trường vụ án Khuông Chí Quân giống với hiện trường thường thấy trong các vụ án ngạt thở tình dục với những đặc điểm sau. Thứ nhất, khu vực xảy ra án mạng thường là nơi cách ly và bí mật, ví dụ như phòng ngủ, phòng tắm, tầng hầm. Thứ hai, tồn tại nhân tố mang tính chất nguy hiểm. Cái gọi là nhân tố mang tính nguy hiểm là trong quá trình tự thủ dâm, nạn nhân tự làm những việc để đề cao khoái cảm trên tâm lý. Tuy nhiên, với nạn nhân thì đây là một con dao hai lưỡi, rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến sinh mạng. Ví dụ như nạn nhân trong vụ án này, dựa theo manh mối ở hiện trường có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên nạn nhân có hành vi vậy. Thứ ba, có những trang bị để thực hiện việc tự cứu. Trên thực tế thì chỉ có một vài người bị hại có thể dừng lại đúng lúc nên không chuẩn bị nhiều. Ở vụ án của Khuông Chí Quân là dây thừng dễ cởi trên tay Khuông Chí Quân và những vật dụng có thể giúp cho nạn nhân thoát thân đều nằm xung quanh. Thứ tư, có khuynh hướng tự ngược đãi. Đây gần như là thứ không thể thiếu trong những vụ án dạng như thế này. Trong vụ án Khuông Chí Quân là những vết sáp trên cơ thể nạn nhân chỉ có ở vùng bụng và ngực, có một ít ở những vùng khác, chứng tỏ những vết sáp này là do nạn nhân tự nhỏ lên người mình. Thứ năm, không có động cơ tự sát rõ rệt. Để xác định một vụ án ngạt thở có kỳ lạ hay không và có phải là ngạt thở tình dục hay không thì có thể trả lời các câu hỏi như sau. Có kỳ vọng riêng tư vô lý gì hay không? Có phải là không gian kín hay không? Nạn nhân có dấu hiệu tự trói hay không? Có trang bị dẫn đến việc ngạt thở hay không? Hiện trường có dấu hiệu hoạt động của người thứ hai hay không? Có trang bị dụng cụ để thoát thân hay không? Có sùng bái nhân vật nào quá mức hay không? Có chứng cứ chứng minh nạn nhân từng thực hiện những hành vi tương tự hay không? Có kết quả pháp y xác minh nạn nhân tự sát hay không? Kết quả từ những câu hỏi này sẽ không chỉ cho ra kết luận có tồn tại hung thủ hay không, mà nó còn liên quan đến lợi ích, quyền và nghĩa vụ của người nhà và những cá nhân tổ chức có liên quan. Ngoài ra, những điều nghi vấn ma quái xung quanh vụ án cũng được đính chính và làm sáng tỏ. Trong đó nổi bật có 3 câu hỏi lớn nhất. Câu hỏi thứ nhất, vì sao cậu bé mặc váy đỏ, đồ bơi, nút thắt lại chuyên nghiệp đến như vậy? Thông qua điều tra, được biết nạn nhân chết trong nhà của mình. Cha mẹ đi làm ăn xa, rất ít khi về nhà. Nạn nhân thường xuyên phải sống một mình. Bên cạnh đó, nạn nhân là một người có tính cách hướng nội. Vì vậy, việc nạn nhân biết buộc nút thắt thì gia đình có thể không nắm được. Hơn nữa, nơi mà nạn nhân sống cũng không phải là miền quê đặc biệt lạc hậu. Thật ra thì trước đó không lâu, gia đình từng nhiều lần thấy nạn nhân mặc quần áo của chị họ. Và trang phục mặc khi chết cũng là quần áo nữ có phần đội ngực. Đây là đặc điểm cơ bản của các trường hợp ngạt thở tình dục. Câu hỏi thứ hai, cậu bé chỉ bị trói tay chân, không bị siết cổ, vậy tại sao lại chết vì ngạt thở? Đây là trường hợp ngạt thở cơ tính trong tư thế hạn chế, là một trường hợp ngạt thở vô cùng hiếm gặp, thường thấy xuất hiện ở các vụ tình dục có tính ngược đãi như buộc hai tay vào thanh xà cao, trói hai tay trước ngực hoặc là buộc tứ chi vào lưng. Những tư thế này dưới sự tác dụng của trọng lực có thể làm hạn chế nghiêm trọng hoạt động của lồng ngực,
từ đó giảm khả năng hô hấp, cản trở công năng hít thở của phổi. Vì gặp phải khó khăn trong việc hít thở dẫn đến hạn chế hệ thống tuần hoàn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, vận động hô hấp và hoạt động đưa máu trong tĩnh mạch bị tắc nghẽn, gây ra hiện tượng tử vong vì ngạt thở. Thời gian dẫn đến hiện tượng này kéo dài thường không thể xác định trước được thời điểm tử vong một cách chính xác. Do đó, việc có ai đó bắt nạn nhân phải chết vào một giờ nhất định là một điều hết sức vô lý. Câu hỏi thứ 3, lỗ kim nhỏ trên trán nạn nhân đến từ đâu? Ngạt thở dẫn đến mạch máu ở phần mặt bị tụ máu nặng, thiếu dưỡng khí dẫn đến việc các mao mạch biến tính, gia tăng tính thẩm thấu. Khi áp lực trong mạch máu tăng cao có thể gây ra hiện tượng xuất huyết, thậm chí có thể tạo ra các vết tụ máu, chảy máu ra ngoài. Những vết này mới nhìn qua thì trông giống như bị kim đâm vào chảy máu. Ngoài ra thì tai, mũi, mắt là những chỗ dễ xuất huyết hơn. Vì vậy mà trong nhiều vụ án thấy máu chảy ra từ mắt thì lại khiến cho người dân đồn đại rằng người chết khóc ra máu. Kết thúc vụ án. Ngày 5 tháng 12 năm 2009, Cục Cảnh sát Ba Nam gửi cho cha nạn nhân ông Khuông Kỷ Lục hai lá thư. Một là Bộ Cảnh sát thành phố Trung Khánh, Cục Ba Nam thông báo án không thành lập. Bên trong viết rõ, bước đầu thẩm tra cho thấy không có tội phạm, tức là không có khả năng có người gây án, quyết định không thành lập án. Lá thư còn lại cho thấy nạn nhân tử vong ngoài ý muốn, trong đó viết rõ, sau khi xem xét trải qua khám nghiệm tử thi, loại bỏ khả năng cậu Khuông bị sát hại hay tự sát thì thuộc về trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Khi bị cha nạn nhân tra hỏi đòi giải thích nghĩa của từ tử vong ngoài ý muốn, phía cảnh sát trả lời, ví dụ chơi trò chơi cũng có thể dẫn tới tử vong. Ông Khuông Kỷ Lục, cha nạn nhân không phục, xin Bộ Cảnh sát thành phố Trung Khánh xem xét lại, đồng thời cũng kiện giáo viên chủ nhiệm không làm tròn bổn phận của mình. Ngày 10 tháng 12 năm 2009, ông Khuông Kỷ Lục tiếp tục yêu cầu cảnh sát khu Ba Nam xem lại nhưng bị từ chối. Yêu cầu này sau đó được gửi đến chính phủ khu Ba Nam. Chính phủ khu sau khi nhận được tin liền phái nhân viên công tác đến thì cũng tan tầm. Cuối cùng, pháp y giám định nói rằng tư thế nạn nhân khi chết có thể gây khó thở, từ đó dẫn đến tử vong. Căn cứ theo đó có các kết luận như sau. Nạn nhân được cha phát hiện mặc váy của chị khi chết. Tại hiện trường có vết sáp nến. Nạn nhân nhất định có khuynh hướng tự ngược. Cũng vì lý do này nên ngay sau khi biết được lý do chết của con mình, cha mẹ của Khuông Chí Quân đã yêu cầu phía cảnh sát phải giữ bí mật và hạn chế công bố bất kỳ tin tức nào liên quan đến vụ án. Đồng thời, cả hai cũng từ chối và chưa từng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của truyền thông. Sau vụ án và sự thật về 13 người bị giết. Sau vụ án tại Thiên Nhai, Chiết Giang, 5 đứa trẻ mất tích bí ẩn, 5 thi thể được phát hiện ở thôn Thủy Đường. Sự việc cụ thể như sau. Ngày 25 tháng 2, huyện Thiên Nhai, Chiết Giang thông báo thôn Vương xảy ra vụ án 5 đứa trẻ tử vong. Trên người của cả 5 đều không tìm thấy dấu vết bị sát hại. Cũng tác động của ngoại vật, dấu vết vũ khí hay bị xâm hại đều không có. Đồng thời, trong cơ thể nạn nhân cũng không tìm thấy thuốc ngủ. Vì vậy, xác định cái chết của cả 5 là do đuối nước, không phải bị sát hại. Thứ hai, tìm thấy thi thể nữ tại ao 5 đứa trẻ chết đuối ở Thiên Nhai, Chiết Giang. Cụ thể, ngày 2 tháng 3, huyện Thiên Nhai, Chiết Giang vừa kết thúc vụ án 5 đứa trẻ chết đuối. Thì ngày 1 tháng 3, người dân gần cái ao 5 đứa trẻ tử vong lại phát hiện thi thể của một người phụ nữ trung niên. Thứ ba, bé gái 6 tuổi treo cổ ở buồng điện thoại. Cảnh sát tuyên bố là tử vong ngoài ý muốn. Vào ngày 2 tháng 3 tại Thiên Nhai, Chiết Giang, phát hiện một bé gái 6 tuổi dùng dây điện thoại treo cổ ở buồng điện thoại công cộng. Bé gái này ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Vào ngày 17 tháng 3,
Bộ Truyền thông Thiên Nhai tuyên bố sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy đây là một vụ án tử vong ngoài ý muốn. Kết án: yêu cầu công ty viễn thông địa phương bồi thường cho người nhà nạn nhân 8,8 vạn nhân dân tệ. Thứ tư, cái chết kỳ lạ tại nhà của học sinh trung học ở Ngạc Châu, cả người bị trói chặt treo trên trần nhà. Sự việc như sau. Vào 5 giờ 40 phút chiều ngày 16 tháng 3, Hồ Cửu Vinh, người Ngạc Châu, sau khi tan tầm về nhà thì phát hiện con mình cả người bị dây thừng cột chặt treo trên trần nhà. Phóng viên trích lời cảnh sát khi đó trước mắt. Nguyên nhân tử vong đang được tiến hành điều tra, không tiện tiết lộ. Sự thật: những vụ án này không có cùng cách thức dẫn tới tử vong. Thời gian, địa điểm không nhất quán. Không tìm được đặc điểm chung giữa các vụ án. Những lời đồn đại xung quanh vụ án cậu bé mặc váy đỏ Khuông Chí Quân chỉ đơn giản là sự cố ý liên tưởng, thêm thắt tình tiết để chắp nối các cái chết này lại với nhau mà thôi. Tóm lại, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tổng thời gian của vụ án không kéo dài quá một tháng và khép lại ngay trong năm 2009 với bằng chứng khoa học đầy đủ, không tồn tại những việc đại loại như không có manh mối, đến nay cảnh sát vẫn chưa điều tra được nguyên nhân. Từng phỏng vấn cha mẹ nạn nhân, trên trán nạn nhân có dấu kim châm màu đỏ, ngực nạn nhân cài hoa đỏ. Bởi vì hiện trường vụ án này khác so với các vụ án khác, nên khi bị truyền ra dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến những thứ kỳ quái tâm linh. Tất cả những bài phân tích mang hơi hướng kỳ bí, luyện tiểu quỷ hay hiến tế đều là bịa đặt thêm thắt để câu chuyện trở nên đáng sợ hơn. Thế nhưng, việc bịa đặt thêm thắt bằng chứng và chi tiết để gây hiệu ứng cho mọi người là không tôn trọng vụ án cũng như không tôn trọng người chết. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.